Xin kính chào anh chị nhà đầu tư. Quay trở lại với cái chuyên mục về đánh giá các cái cổ phiếu cũng như các cái ngành trên thị trường chứng khoán. Thì hôm nay tôi sẽ trình bày đến anh chị nhà đầu tư về cái triển vọng của ngành xây dựng trong một cái chu kỳ mới. Bây giờ xin cho rằng là đã bước vào một chu kỳ mới sau cái khủng hoảng Covid năm 2020-2021. Tổng quan về ngành xây dựng, đây chúng tôi đưa ra một cái sơ đồ. Đầu tiên là liên quan đến đấu thầu, thì gồm có hồ sơ thầu, ký kết hợp đồng. Rồi sau đó thì họ có nhập đầu vào. Đầu vào ở đây gồm nguyên vật liệu chiếm tới 70%, nhân công 20%, máy móc 10%. Rồi tiếp theo đó chính là cái quá trình hoạt động, gồm có khảo sát này, thiết kế này, giám sát này, và đầu ra chính là nhà ở với 45%. Cái đầu ra là chính là nhà ở, rồi là nhà không thể ở là 32%, rồi cơ sở hạ tầng là 23%, rồi cuối cùng đến việc bàn giao. Bàn giao gồm có các khâu là nghiệm thu, bàn giao và quyết toán. Về mặt tích cực, chúng tôi cho rằng trong giai đoạn tới, từ 2022, 2023, 2024, 2025, thì nguồn cung nhà ở mới thì đang tăng do nhu cầu lớn cộng thêm bất động sản rất sôi động. Tiếp theo là đầu tư công thì được đẩy mạnh, rồi là pháp lý kỳ vọng sẽ nới lỏng hơn cho các cái doanh nghiệp bất động sản xây dựng. Rồi về mặt tiêu cực, đó chính là giá vật liệu xây dựng và nhân công tăng rất cao trong cái chu kỳ này, trong cái giai đoạn này, mà người ta bảo đó chính là một cái siêu chu kỳ về giá hàng hóa. Thì chúng tôi cũng sẽ có một cái chương trình về cái đó ở ngay sau cái clip này vài hôm. Rồi tiếp theo là những cái rủi ro pháp lý đối với lĩnh vực xây dựng là rất là hay xảy ra, bởi vì ví dụ chủ đầu tư mà họ chưa có pháp lý rõ ràng, sản phẩm dự án của họ chưa rõ ràng thì có thể ảnh hưởng rất nhiều đến các nhà thầu xây dựng làm việc ở đó, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta sẽ đi chi tiết hơn vào từng cái phần trong cái chuỗi giá trị xây dựng. Về đặc điểm chính của cái chuỗi này liên quan đến ngành xây dựng, đó là họ có tính thâm dụng lao động cũng khá cao. Tuy rằng là ứng dụng công nghệ vào rất nhiều rồi, nhưng mà vẫn thâm dụng lao động. Tiếp theo là rào cản gia nhập ngành thì khá thấp, công nghệ thì khá tương đương nhau và không có quá nhiều đặc biệt, trừ những cái công trình lớn đặc biệt, đúng không? Rồi là trình độ thì không chênh nhau quá nhiều. Chính vì thế cho nên cái lĩnh vực này có sự cạnh tranh là tương đối khốc liệt. Tiếp theo, cái ngành xây dựng thì là tương đối phân mảnh, với đầu tiên là Coteccon đang dẫn đầu Việt Nam trong những năm trước. Rồi tiếp theo là Hòa Bình, rồi có các doanh nghiệp khác chưa niêm yết như là Delta, Techcon, Recon, vân vân. Ngoài ra ở trên sàn cũng có những cái doanh nghiệp liên quan lĩnh vực xây dựng khác như là Fecon thì liên quan đến nền móng hạ tầng, CI liên quan đến đầu tư công là chính, VCG, Vinaconex, rồi là C4G. Đó là những cái doanh nghiệp mà liên quan trong cái lĩnh vực xây dựng này. Tiếp theo là về cái tích cực và tiêu cực như tôi có vừa trình bày ở trên, là gồm những cái phần như vậy. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần tích cực cụ thể hơn sẽ là như thế nào. Thì nguồn cung mới sẽ thúc đẩy cái ngành xây dựng tăng trưởng mạnh trong 2022, 2023, 2024 và 2025. Thì ở bên tay trái tôi đây, đó là biểu đồ chúng ta nhìn về gọi là giá trị ký mới và backlog, nguồn cung mới và số căn hộ bán ra. Thì đây là những cái chỉ dẫn rất quan trọng đối với các cái doanh nghiệp xây dựng. Doanh nghiệp xây dựng thì cái backlog, tức là cái hợp đồng ký mới, tức là để đánh giá được một doanh nghiệp trong tương lai ấy, sẽ tăng trưởng, phát triển mạnh hay không thì nó phụ thuộc vào ông ký hợp đồng trước đó bao lâu, ông ký hợp đồng trước đó có được nhiều không. Bởi vì để có được doanh thu, lợi nhuận thì bắt buộc phải có được các cái hợp đồng ký kết trước đó đã, trước đó 6 tháng, 1 năm, 1 năm rưỡi. Rồi sau khi ký hợp đồng thì mới đi vào thi công, vân vân. Thì khi chúng ta hiểu được một cái chu trình như ở trên đây chúng tôi trình bày Thì khi đó chúng ta sẽ có được những cái dấu hiệu sớm cho cái việc có doanh thu và lợi nhuận của cái ngành xây dựng này trong tương lai như thế nào, đúng không ạ? Về cái backlog thì cuối năm 2021 của các doanh nghiệp này có thể đảm bảo doanh số xây dựng phục hồi tốt trong năm 2022, tức là có sự tăng trưởng so với 2021. Thì trong năm 2021 thì Coteccon và Hòa Bình có giá trị hợp đồng ký mới khoảng 25.000 tỷ và 18.000 tỷ, gấp 3,6 lần và gấp 2 lần so với năm 2020. Thì điều này nếu mà nó thuận lợi xảy ra thì có thể làm doanh thu các doanh nghiệp này tăng gấp rưỡi, thậm chí có doanh nghiệp nào mạnh có thể tăng gấp đôi doanh thu, bởi vì cái hợp đồng ký mới rất lớn. Đây, quý vị có thể nhìn thấy, tức là hợp đồng ký mới nó rất lớn vào năm 2015-16. Tuy nhiên, nó có sự suy giảm khá mạnh là bắt đầu tạo đỉnh 2017-18 và suy giảm rất mạnh vào 2019-2020 và nửa đầu 2021. Thì đến cuối 2021 thì nó đã tăng trưởng rất mạnh rồi, và dự kiến trong năm 2022 tiếp tục tăng trưởng mạnh nữa. Thì tức là cái ngành này nó đã bắt đầu vào một cái giai đoạn mới, một cái chu kỳ mới của ngành xây dựng rồi. Đó. Ngoài ra thì có một số dấu hiệu khác có thể đánh giá, đó là cái tiêu thụ vật liệu xây dựng, ví dụ như xi măng, ví dụ như cát sỏi, ví dụ như là thép chẳng hạn. Thì ví dụ ở Hòa Phát tháng 1, tháng 2 năm 2022, cái sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của Hòa Phát đâu tăng hơn 100%. Và nhìn chung cả ngành thì cũng tăng trưởng tương đối mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Thì nó cũng cho thấy cái lĩnh vực xây dựng nó đã đang tăng trưởng rất mạnh. Đó, thì đấy là cái điều rất tích cực, nguồn cung mới thúc đẩy ngành xây dựng. Tiếp theo, cái đầu tư công thì nó sẽ lan tỏa cái giá trị rất tốt cho các cái lĩnh vực xây dựng khác. Chúng ta hãy tưởng tượng như này, khi nhà nước đầu tư công sân bay chẳng hạn, hay là đường cao tốc, thì họ lại tạo công ăn việc làm cho công nhân, họ lại tạo doanh số cho các công ty bán nhựa đường, công ty bán cát sỏi, đúng không? Công ty bán máy móc thiết bị, công ty bán xăng dầu, vân vân. Thì những cái công ty họ lại lan tỏa ảnh hưởng đến những cái công ty khác là đối tác cung cấp cho các công ty đó. Bên cạnh đó thì bên cạnh những cái dự án đầu tư công thì thường các cái khu dân cư, bất động sản vân vân xung quanh đó phát triển rất mạnh. Ví dụ nhờ có sân bay Long Thành mà rõ ràng chúng ta thấy cái hạ tầng các bên đó, bất động sản các khu nó tăng trưởng và phát triển rất mạnh ở Đồng Nai, trên cái tuyến đường ra sân bay. Từ đó khiến cho rõ ràng là cái sự lan tỏa rất mạnh đến với ngành xây dựng, đúng không ạ? Đúng không? Ví dụ cái quy mô gói kích thích kinh tế năm 2023 nó cũng tương đối lớn, gồm là mở cửa nền kinh tế với khoảng 60.000 tỷ, an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm khoảng 48.500 tỷ, huy động các quỹ khác ngoài ngân sách nhà nước khoảng 10.000 tỷ, gói phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là 110.000 tỷ, các cái cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh cũng tiếp tục. Rồi là đầu tư và phát triển hạ tầng chiếm lớn nhất, trọng tâm nhất là 113.550 tỷ. Thì cái chi cho hạ tầng giao thông chiếm tới 91% tổng phát triển kết cấu hạ tầng và 30% tổng quy mô chương trình phục hồi kinh tế. Đây, chúng ta có thể thấy hạ tầng giao thông thì lên đến 103.116 tỷ. Đầu tư chuyển đổi số thì nhỏ hơn vân vân. Thì rõ ràng rằng cái hạ tầng giao thông thì nó lại kích thích cái ngành xây dựng rất tốt, đúng không ạ? Đó, từ đó nó sẽ thúc đẩy rất là mạnh mẽ cái ngành này. Và tiếp theo đó là cái pháp lý, là cái chìa khóa cho ngành xây dựng. Thì luật đất đai sửa đổi trong năm 2022 trước khi hoàn thành vào tháng 5 2023, thì họ đang có kế hoạch sửa đổi. Thì các cái điểm sửa đổi kỳ vọng sẽ có quy định cụ thể về hệ số đền bù đất nhằm giải quyết cái vấn đề giải phóng mặt bằng một cách nhanh chóng hơn. Như chúng ta đã thấy, cái việc các cái doanh nghiệp bất động sản, các cái dự án bất động sản, cái vướng mắc lớn nhất thường là những cái vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng của người dân, đền bù giải phóng. Thì cái luật này nó mà quy định một cách rõ ràng hơn, khung pháp lý rõ ràng hơn, thì rõ ràng nó sẽ thúc đẩy rất mạnh cái lĩnh vực bất động sản. Từ đó xây dựng sẽ là cái ngành nghề được thúc đẩy rất mạnh. Tiếp theo là cái kỳ vọng về luật đầu tư năm 2020 có thể thay đổi về một số quy định, có thể phân cấp cái thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Như chúng tôi đã trình bày rất nhiều trong cái mảng bất động sản khu công nghiệp. Thì ví dụ như ngày trước thì các dự án bất động sản khu công nghiệp ấy, có quy mô tương đối thì đều phải là do chính phủ duyệt. Nhưng hiện nay thì các cái dự án đó quy mô tương đối trở lại thì là do Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp. Thì khi nếu phân quyền được như vậy thì rõ ràng rằng cái thủ tục hành chính, giấy tờ giải quyết nó sẽ nhanh hơn, gọn hơn và sẽ thúc đẩy phát triển rất là mạnh các cái lĩnh vực liên quan đến bất động sản, xây dựng, vân vân. Thì đấy là ba cái yếu tố liên quan đến gọi là tích cực cho cái lĩnh vực xây dựng. Tiếp theo, vậy thì có những yếu tố tiêu cực nào đối với cái lĩnh vực xây dựng? Thì chúng tôi đánh giá gồm hai yếu tố chính. Thứ nhất là giá vật liệu xây dựng và nhân công tăng giá rất là cao. Thứ hai là cái rủi ro pháp lý vẫn còn lơ được. Lĩnh vực xây dựng này về cơ bản là biên lợi nhuận tương đối mỏng. Nếu mà nó dính vào một vài dự án chẳng hạn vì khó đòi khó thu thì có thể làm mất trắng lợi nhuận của doanh nghiệp trong cả năm. Đó, chính vì thế chúng ta cũng phải đánh giá rất kỹ những cái vấn đề này, đúng không ạ? Với giá vật liệu xây dựng thì chúng ta có thể thấy giá thép xây dựng này, đúng không? Tăng rất cao. Thậm chí đầu năm 2022 này giá thép còn lập kỷ lục khi các công ty liên tục tăng. Tuy rằng các cái công ty xây dựng họ cũng đã ký kết các cái hợp đồng liên quan đến cái vấn đề là đề phòng các cái trường hợp liên quan đến giá thép, giá vật liệu xây dựng tăng thì phải chuyển cho chủ đầu tư, nhưng mà nó không thể chuyển hoàn toàn. Nếu mà giá vật liệu xây dựng tăng cao quá thì rõ ràng cái biên lợi nhuận của cái mảng thép nó sẽ giảm. Thì như chúng ta nhìn thấy ở bên phía trên này, thì đây là biên lợi nhuận nó có sự suy giảm nhất định, đúng không ạ? Ngoài cái giá vật liệu xây dựng ra thì đó là liên quan đến giá do cái ngành này là thâm dụng tương đối về lao động, thành ra cái lương tối thiểu, lương công nhân xây dựng bây giờ nó ngày càng cao và rất là tăng rất là mạnh, năm nào cũng tăng. Có thể một số ngành khác lương không tăng nhưng ngành xây dựng này lương năm nào cũng tăng, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy ở trên này, đúng không ạ? Thì lương tối thiểu trung bình này có cái sự tăng trưởng rất mạnh, đúng không ạ? Thì rõ ràng rằng là cái chi phí đầu vào của các doanh nghiệp xây dựng thì với 70% là vật liệu xây dựng, 20% là nhân công và 10% máy móc thì nó có sự biến động và tăng trưởng rất cao trong cái giai đoạn vừa rồi và kể cả trong tương lai nữa, bởi cái sự bất ổn của kinh tế thế giới làm cho lạm phát rất là cao, cùng tiền lớn, lạm phát cao thúc đẩy cái giá vật liệu xây dựng tăng cao. Bên cạnh đó thì gần đây lại có chiến tranh Nga-Ukraine, từ đó nó khiến cho cái giá vật liệu xây dựng rất cao. Rồi là nhân công ở Việt Nam thì cũng đang tăng giá khá mạnh, đúng không ạ? Đó, thì đấy là những cái rủi ro về cơ bản là nó sẽ vẫn luôn tác động, đặc biệt là trong cái chu kỳ này, trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên thì chúng tôi đánh giá thì nó cũng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực, nhưng mà rút kinh nghiệm từ những cái năm trước thì các công ty xây dựng bây giờ ký kết hợp đồng xây dựng về cơ bản là họ cũng chuyển phần lớn cái rủi ro liên quan đến vật liệu xây dựng và nhân công cho các cái chủ đầu tư thuê họ thực hiện các cái công tác xây dựng này. Thế thành ra là rủi ro nó ở mức vừa phải. Tiếp theo là vấn đề pháp lý vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro. Thì Bộ Xây dựng thì đã đề xuất đánh thuế ngôi nhà thứ hai, thứ ba đã có rồi để tránh cái tình trạng đầu cơ. Tuy nhiên thì chính cái vấn đề này nó cũng sẽ khiến cho cái thị trường bất động sản có thể trầm lắng hơn. Từ đó xây dựng cũng có thể ảnh hưởng một phần. Rồi luật nhà ở 2014 thì chưa quy định về việc công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đối với chủ đầu tư có quyền sử dụng đất là 100% đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp, không phải là đất ở. Thì cái này nó cũng tác động ít nhiều đến hạn chế bất động sản và từ đó là nó cũng tác động một phần đến cái lĩnh vực xây dựng trong tương lai. Đó là những cái rủi ro chính. Như vậy tôi đã trình bày đến quý anh chị về cái triển vọng cũng như là những cái rủi ro của cái lĩnh vực xây dựng này trong cái chu kỳ mới. Thì với những anh chị quan tâm đến các cái cổ phiếu trong cái lĩnh vực xây dựng này, thì tôi có thể liệt kê ra một số các cổ phiếu như sau. Đầu tiên không thể kể đến đó là Hòa Bình và Coteccon. Đấy là hai cổ phiếu xây dựng lớn nhất Việt Nam đã niêm yết ở trên sàn. Bên cạnh đó có các cổ phiếu về xây dựng và thậm chí có cả vật liệu xây dựng, ví dụ như là Vinacolec, Vigora Sera, đúng không? Rồi các cái công ty xây dựng khác liên quan đến đầu tư công, ví dụ như C4G, CNCO4, rồi là liên quan đến rồi là SCN, Fecon, rồi là CII, công ty hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng không? Đấy là những cái doanh nghiệp khá đáng quan tâm trong các cái lĩnh vực xây dựng. Ngoài ra ở những cái lĩnh vực xây dựng khác đặc thù hơn, ví dụ như là xây lắp điện, tư vấn về xây lắp điện gồm có PC1, rồi là gồm có TV2. Đó là những cái doanh nghiệp tiêu biểu. Vậy thì cái kết luận đối với ngành xây dựng như thế nào trong chu kỳ mới thì tôi sẽ đánh giá cụ thể. Tóm lại như sau. Kinh tế đầu tiên, AzFin cho rằng là đang ở giai đoạn phục hồi. Và cái lĩnh vực xây dựng dĩ nhiên cũng là cái giai đoạn phục hồi rất là mạnh. Chúng ta có thể thấy qua cái số liệu các cái backlog, tức là cái hợp đồng ký trước thì nó đã tăng trưởng rất mạnh. Đối với Cotech và Hòa Bình nó đã tăng trưởng gấp 2 đến hơn 3 lần so với năm 2020. Thì cho thấy là cái ngành xây dựng đang trở lại rất tốt. Tiếp theo, xây dựng sẽ là ngành có tăng trưởng mạnh ở giai đoạn này. Bởi vì như chúng ta thấy, trong một cái chu kỳ kinh tế, khi kinh tế bắt đầu hồi phục thì dĩ nhiên là liên quan đến giao thông vận tải, xây dựng phải là đầu tiên đã, rồi lúc ý mới đến sản xuất, rồi đến bán lẻ vân vân. Thì ngành xây dựng đang là ở cái điểm tăng trưởng và phát triển mạnh nhất so với các ngành khác và rất đáng quan tâm. Thứ ba là rủi ro của ngành này thì cũng tương đối lớn chứ không phải quá lớn, đến từ cái vấn đề giá vật liệu xây dựng tăng cao, giá nhân công tăng cao và tính pháp lý. Đó, tuy vậy thì cái tính pháp lý nó vẫn tồn tại từ xưa đến nay, và trong tương lai chúng ta sẽ kỳ vọng rằng nó sẽ thông thoáng hơn một chút, thì từ đó cái rủi ro pháp lý thậm chí nó thấp hơn trong quá khứ cơ. Đấy, còn lại cái rủi ro lớn nhất đó là liên quan đến vật liệu xây dựng tăng giá cao và nhân công tăng cao, đúng không ạ? Rồi tiếp theo là Hòa Bình có thể vươn lên là nhà thầu số 1 Việt Nam, có thể nhé. Cái điều này cũng chưa chắc chắn bởi vì hiện tại Coteccon với các dữ liệu liên quan đến các backlog ký mới thì Coteccon vẫn là số 1. Nhưng mà Hòa Bình vẫn là một cái doanh nghiệp thách thức ở đây, có triển vọng tốt. Rồi tiếp theo Coteccon thì vẫn chưa cho thấy sự trở lại xứng tầm của nó là một ông vua trong lĩnh vực xây dựng. Sau khi là ông Bá Dương và đội ngũ cũ, những người làm nên thành công của Coteccon đã ra đi và để lại hội đồng quản trị cho các nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến bên Custo, đúng không? Thì chúng tôi cho rằng là Coteccon cũng sẽ trở lại thôi, nhưng mà việc cái trở lại này nó là không chắc chắn và nó không phải quá mạnh mẽ. Thành ra này chúng ta cũng khó có thể kỳ vọng rằng nó có một cái sự bật trở lại với vị thế lớn như ngày xưa. Đó. Rồi tiếp theo là ngành xây dựng sẽ rất phù hợp với những nhà đầu tư chấp nhận cái rủi ro cao hơn với kỳ vọng lợi nhuận cao. Thì chúng tôi cho rằng những cái giai đoạn trong năm 2022 này mà các cái cổ phiếu xây dựng có sự sụt giảm mạnh do yếu tố thị trường chẳng hạn, thì thường cổ phiếu vật liệu xây dựng là thường giảm mạnh hơn thị trường. Thì đấy là những cái cơ hội quý vị có thể tham gia mua rất mạnh mẽ. Và để đến khi thị trường bất động sản bùng mạnh, kinh tế phục hồi rõ ràng, thì rõ ràng đấy chính là một cái điểm rơi lợi nhuận rất tốt cho các công ty xây dựng này. Và chúng tôi cho rằng là điểm rơi lợi nhuận cao của cái lĩnh vực xây dựng này nó có thể diễn ra vào năm 2024. Thì do đó là từ nay là đầu 2022 thì cái việc đầu tư vào những cái doanh nghiệp xây dựng này vẫn rất là tốt. Hãy lựa chọn những cái điểm hấp dẫn để quý vị có thể vào. Và cái chu kỳ ngành xây dựng nó có thể kéo dài cùng với chu kỳ kinh tế. Nó có thể kéo dài đến 2026, 2027. Thì thành ra là chúng ta rõ ràng còn một cái thời gian rất dài để đầu tư vào các cái lĩnh vực này. Thì trên đây là cái trình bày của tôi về cái ngành xây dựng trong một chu kỳ mới. Thì chúng tôi kết luận lại là nó là hấp dẫn. Và những khi điều chỉnh mạnh, giảm mạnh là cơ hội để quý vị có thể nhập hàng, đón đầu cái kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt trong 2022, 2023, 2024. Xin chúc quý vị có những cái kiến thức hữu ích về cái ngành xây dựng. Xin chào và hẹn gặp lại ở cái nội dung tiếp theo.